người ta nhận được rất là lớn, hầu hết là không phải một việc một người tạo tác. Người ta tưởng rằng là mình có khả năng tạo tác ra thiền, thực ra không phải. Như thầy nói đó, tức là cái tâm của mình đó, mà nó thuận hành đó, thì nó giống như trên bầu trời mà nó không có mây đó, thì mặt trời nó tự chiếu sáng. Thiền nó có nghĩa là chiếu sáng. Thiền nào cũng chiếu sáng hết đó. Thiền nào cũng có nghĩa là chiếu sáng hết. Chữ sa na đó nó cũng có nghĩa là chiếu sáng, là thắp sáng. Mà chữ vipassana đó thì cũng là thấy rõ ra, có nghĩa là cũng nghĩa là chiếu sáng, là soi chiếu. Vì vậy cho nên là phải để cái tâm là rộng lặng, hoàn toàn rộng lặng, hoàn toàn tự nhiên, thì khi đó cái mặt trời về nó mới chiếu sáng. Mà cái tâm của mình Đức Phật ngài nói là mình có một, mỗi người đều có một cái tâm, mà tâm đó vốn chiếu sáng là cái pāpassara citta, pāpassara mīdaṃ citta, cái tâm này cũng là chiếu sáng. Thế thì mình là cứ ngồi làm tài hai, cái bản ngã nó muốn làm tài hai, nó cứ muốn là điều khiển cái tâm phải thế này phải thế kia, tức là thực ra là nó đang thọc về bên xe pháp thì đúng. Tức là nó chính nó đang khởi lên để nó che mờ cái tâm đi, trong cái tâm lẽ ra là để rộng lặng thì nó chiếu sáng. Mình thì cứ khởi lên ý này ý kia để mà làm sao đó phải thế này phải thế nọ phải thế kia đó, rồi cố gắng thế này, tất cả những nỗ lực đó đều là cái nỗ lực của bản ngã. Mà cái nỗ lực đó chỉ che mờ cái tâm mà vốn nó sáng chiếu. Cho nên thầy rất lấy làm lạ là tại sao người ta ngồi phải cố gắng phải thế này phải thế kia là thầy không hiểu nổi. Tức là cái người không thấy được cái tâm chiếu sáng là cái gì hết. Cho nên bây giờ cứ tài hay là cứ làm cái tâm phải thế này, tâm phải thế kia, tâm phải thế nào. Mà thật ra nó rất là đơn giản. Cái tâm của mình hằng ngày là cứ pha nghiêm theo tầm cảnh, cứ chạy theo cái này, chạy theo cái kia, chạy theo cái này. Bây giờ mình cứ để cái tâm cho nó hoàn toàn là rộng lặng thì nó sẽ trong sáng. Cho nên tâm vốn là rộng lặng trong sáng, hay là điểm tĩnh sáng suốt, nó vốn là cái tâm nó vốn là như vậy. Tại mình cứ chạy theo cái này, chạy theo cái kia, mình muốn cho nó là thế này, cho nó là thế kia, đặt nó phải ở trong tình trạng này, trong tình trạng đó, tức là hệ đã khởi lên một cái ý, như thầy nói đã khởi lên cái ý thì muốn giữ một cái tướng. Ví dụ bây giờ cái ý mình khởi lên là muốn tâm chú định, rồi là bắt đầu rồi. Rồi bây giờ muốn định đó thì phải giữ cái tướng định đó, muốn giữ tướng định đó thì phải cố gắng nỗ lực để tạo tác, nỗ lực tạo tác để mà mong cầu trở thành cái định đó. Nhưng mà như vậy á, tức là ước vọng tương lai chứ không phải là thấy ra cái thực tập. Tức là mình vẫn cứ ngồi, tất cả những cái ngồi của mình là ngồi trước sau gì cũng để ước vọng tương lai. Mà trong lúc đó Đức Phật thầy nói là quá khứ cũng truy tầm, tương lai cũng ước vọng, chỉ có pháp hiện tại để quán chứng ở đây. Pháp hiện tại á, thì lúc đó mình phải buông hết để được. Bây giờ ngồi là thế này, ngồi thoải mái tự nhiên. Tất nhiên là ngồi thẳng, nhưng mà ngồi thẳng không phải là ưỡn ra, mà ngồi thẳng là hơi cái lưng nó hơi cong một xíu. Bởi vì cuộc sống của mình là nếu mình ưỡn ra một cái thì cái cuộc sống của mình nó sẽ nằm như thế này. Đó. Nếu mình ưỡn ra, cho nên nếu mà mình đưa nó lùi chút xíu thì cuộc sống nó mới thẳng. Cho nên người ta gọi là hàm hung bạc bối. Hàm hung tức là cái bụng hơi bụng là nó vàng đi vào rồi, chân phải ướt bụng ra. Là mà mình ngồi thiền mà phòng xẹp có là phải ướt cái bụng ra để mà phòng xẹp tôi dễ. Nhưng không phải, thật ra là cái bụng nó phải là xẹp vào, lưng nó hơi cong ra một chút xíu, đại khái là vậy, để cho cái lúc đó cái cuộc sống nó mới thẳng.
Còn khi mình làm như thế này là cuộc sống nó đang chạy ra một cái con lên, nó cần chữ S. Khi mình ngồi như thế này thì nó mới thẳng. Thì thẳng để cho nó thoải mái vậy thôi, cho con thực ra để cho nó dễ. Bởi vì khi mà mình làm như thế này tức là mình có cố ý gồng lên, chứ còn nếu mình để thế này tức là nó là bình thường. Tức là trả lại cái trạng thái bình thường nhất của nó thì như vậy gọi là thư giãn. Tay chân muốn để sao ra để sao mà nó nhẹ nhàng thoải mái thôi, để sao được, để về cũng được, để sao mà nó thoải mái mà được. Chứ đừng có nói là phải tay này để tay kia để tay nọ, nó chết ra không cần thiết. Bởi vì họ là họ luyện theo, họ luyện theo khí công yoga gì đó thì họ mới đòi là phải để tay như thế này thế kia để cho đấm mạch đốc mạch chạy đều hòa gì đó. Thì mình cũng cần dùng cái tâm chứ không phải cần cái đó. Thì thân là thư giãn, thân thư giãn tức là ngồi thoải mái đó. Còn tâm là rộng lặng, tức là không có ý đồ làm gì hết, tâm là họ buông xuống hoàn toàn để cho nó trở về với cái trạng thái là tự nhiên của nó. Khi mà trở về trạng thái tự nhiên thì tức là mình cảm thọ cái thực tánh. Bởi vì khi cái tâm mình mà khởi lên ý niệm này, khi khởi lên ý niệm kia là che mờ thực tánh. Còn khi mà cái tâm mình nó buông xuống đó, là ngay khi mình buông xuống đó là mình đang trở về với cái đàn là đó, cái thực tánh trở về với hiện tại đó. Khi mình thư giãn buông xả và buông ra thì ngay khi mình buông ra đó là mình cảm phản thực tại. Và lúc đó thực tại nó làm gì á, là chuyện nó của nó. Tức là khi thực tại nó là thân thọ tâm pháp, nó làm gì là chuyện của nó. Mình đừng có tìm thân, đừng tìm thọ, đừng tìm tâm, đừng tìm pháp gì hết. Tức là thân thọ tâm pháp là chuyện của pháp. Còn cái tâm mình nó, tức là cái tánh biết có phát xa ra đó, khi mà nó buông ra rồi thì bây giờ nó trong sáng rồi đó. Thì giờ cái tâm, cái thân nó hoạt động sao thì mình thấy vậy. Cái cảm thọ lúc đó làm sao thì mình cứ thấy vậy. Thì tâm nó như thế nào, cái tâm lúc đó khi mà mình thư giãn buông xả rồi thì cái tâm lúc đó nó chỉ còn lại là những tập khí quá khứ thôi. Cho nên cái đó không phải do mình làm, đừng có sợ. Ví dụ như tâm nó khởi lên cái này, khởi lên cái kia, tất cả những cái đó đều là tập khí quá khứ nó khởi lên. Thì mình vẫn cứ bình thản mà nhìn thấy nó thôi. Đâu có. Còn nếu người ta ngồi xuống người ta yên cái là nó yên, im ra hoàn toàn á, thì cái đó cũng đó rồi. Cái đó thì đúng, được coi như là đạt tiêu chuẩn. Còn nhưng mà không cần phải đạt tiêu chuẩn như vậy, không cần phải cố gắng như vậy. Mà nếu như tâm nó có khởi lên, hay là cái thân nó đau, hay là nó có cái gì đó, thì mình cứ như thế nào mình cứ thấy vậy thôi. Mà cái tâm nó vẫn rộng lặng trong sáng để thấy. Thì lúc đó đấy, chỉ còn là một cái thấy thôi, chứ không còn cái gì nữa. Chỉ còn là duy nhất một cái thấy thôi. Thì cái đó mới gọi là Vipassana. Còn nếu như mình khởi lên cái ý thức để mình tìm kiếm thân như thế nào, thọ như thế nào, theo dõi hơi thở thế này, theo dõi hơi thở thế kia, điều đó là ý đồ của bạn ngã hết. Nhưng mà bây giờ nếu mình ngồi, mình thư giãn buông xả hoàn toàn, tâm rộng lặng trong sáng, thì tự nhiên là mình sẽ thấy thở, mình sẽ thấy cái động tác thở nó diễn ra như thế nào, mà mình vẫn nhìn một cách, mình chỉ thấy thôi, chỉ thấy một cách hoàn toàn tự nhiên mà vô tâm. Vô tâm ở đây có nghĩa là không phải là không để ý, mà chỉ vô tâm ở đây có nghĩa là không khởi lên một cái ý để mà điều khiển hay là để mà phải thế này phải thế kia gì cả. Vô tâm là vậy đó, tức là cái tâm rộng lặng trong sáng là gọi là vô tâm. Thì lúc đó các cái tập khí nó khởi lên như thế nào thì cái đó nó thuộc về tâm, thì mình thấy. Và nếu cảm thọ gì xảy ra thì mình thấy, nhưng mà không tìm. Cái trường phái mà niệm thân là cứ tìm cái gì đó của ở nơi thân để mà thấy. Thí dụ như phòng sạc,
hoặc là thấy hơi thở ở nơi mũi, ở nơi bụng gì đó, tức là mình vẫn có khởi cái tâm tìm kiếm. Thở cũng vậy, cứ ngồi một chút, đi từng centimet để coi cái thở như thế nào, thật đáng gần thế. Cái đó là tìm kiếm, khởi tâm tìm kiếm là sai rồi, và tìm kiếm đối tượng là sai rồi. Tức là cái đối tượng mà tự nhiên nó tự đến thì mới là thực tánh pháp, còn đối tượng mà mình dựng ra đó thì đó là cái đối tượng chế định rồi, và cái tâm mình khởi lên đó là nó đã sinh hữu tác thành rồi. Cho nên đó là nếu mà mình mà nắm vững đúng cái nguyên lý của nó đó, thì mình chỉ cần ngồi thư giãn buông xả hàng ngày đó, mình đã làm nhiều rồi, tức là hàng ngày mình đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi chuyện đều mình thấy biết rõ ràng, tức là tâm mình có hoạt động trên các cái đối tượng rồi. Còn bây giờ là hoàn toàn thư giãn buông xả, tức là khi động thì mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là mình thấy biết rõ ràng tất cả mọi thứ. Còn á bây giờ ngồi là buông xả hoàn toàn, thì trong cái buông xả hoàn toàn đó thì chính là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nó sẽ từ chiếu. Tức là khi mình thư giãn buông xả hoàn toàn thì cái tâm nó sẽ từ khởi ra cái nội từ tánh giới định tuệ, tức là nó sẽ từ khởi ra cái sáng suốt định tuệ trong mình, mà nó thấy hết, thấy thân hết, thấy cái gì mà thuộc về thân thì nó thấy, mà thò nó không thấy, tâm nó không thấy, có thể nó thấy cảm nếu thứ đó một lần cũng được. Chứ còn bên các cái trường thiền thì người ta nói hệ thân là thân thôi, thò là thò thôi, nhưng mà trên thực tế không phải vậy. Ý thức ấy, nhận thức thì chị thấy sắc, dị thức thì chị nghe âm thanh, ý thức thì chị thấy pháp. Nhưng mà cái tâm mà trong sáng suốt thì nó thấy hết tất cả những cái đó. Thì người ta thường là sử dụng ý thức để tu, vì vậy cho nên mới đòi là phải nghiêm mật. Còn thực ra nếu mà tánh biết tu thì mình sẽ thấy rằng là cái tánh biết nó từ nó nghiêm mật rồi, cái tánh biết nó luôn luôn là nghiêm mật. Đó, ví dụ thầy ra tay bên này là thấy bên này, đưa ra bên này là thấy bên này, đó, tức là nó luôn luôn nghiêm mật, nhưng mà không làm gì hết thì nó cũng không là không gì cả, nó cũng lặng lẽ tự nhiên, cho nên nó mới là đạt được cái sanh ti của cái tịch tình của pháp. Cho nên đó, thực ra đó là vì người ta không hiểu, có nhiều người thì cũng hiểu nói cứ ngồi là để tâm không cũng sai, để tâm không tức là mình giữ cái tâm không là cũng đúng. Ở đây là không phải là giữ tâm không, mà là cái tâm mình không nắm bắt bất kỳ cái gì, không tìm kiếm bất kỳ cái gì, mà chỉ để cho cái tâm của mình vốn nó là rộng lành trong sáng. Cho nên bây giờ để cho cái tâm rộng lành trong sáng nó từ hoạt động, thì cái từ hoạt động đó cái thấy pháp từ hoạt động, tâm từ thấy pháp, thì đó mới là vô ngã. Chứ còn mình hành là toàn ngã hết rồi, phải không? Dạ. Bây giờ mình ngồi không vậy thì tự nhiên tâm biết nó tự thấy pháp mà, cái đâu phải ngã gì đó. Cho nên là nói chung là ngồi rất tự nhiên chứ không có cố gắng gì cả, ngồi rất tự nhiên. Cái tự nhiên là cái điều quan trọng nhất trong thiền, vì khi mà ở tình trạng tự nhiên thì pháp sẽ tự vận hành đúng, và tánh biết sẽ tự chiếu sáng. Rồi bây giờ ngồi.